bạn, hôm nay mình làm cái máy cưa bàn. Đây mình có cái bô tưa, cái bô bàn loại lớn á, không phải loại mini như đợt rồi. Đây mình có cái máy cái bô tưa này của người ta kéo đường gầy ở trong hãng nhưng mà lâu năm quá ta bỏ ở trong kho lâu dữ rồi. Này bô tưa của Đức, 1420 dòng tua 0,73 kW, tức là 750W, 730W, chắc cũng cỡ nhiều. Loại này mạnh lắm, nó có K3 bự, xài điện 2 chiều, chắc cũng cỡ 2 ngựa, ngựa mấy 2 ngựa. Trong này nó không để rành, không để rõ thì có ngựa đây, nhưng mà lâu năm quá nó mờ hết rồi. Xài với cái lưỡi cưa này, lưỡi cưa 4 tấc mặt, nếu mình cắt cây tốt thì loại này được, cái này cũng được, cái này 2 tấc 55 mặt.
vừa cắt củi. Tác phẩm mới, cái cưa bạc có bánh xe đẩy luôn.